Em chào các bác em là Liễu ở Cao Bằng Có thầy gọi cho em để lấy củ gừng gió đi làm thuốc Thì hôm nay chúng em đi rừng đào cho thầy nhé Củ gừng gió này em bán với giá là 50.000 một kg tươi Nó có nhiều công dụng như là tán phong hàn giảm đau và trị ứ huyết Những trường hợp như là trúng gió hoặc là chóng mặt nôn nao làm ngất xỉu À, quan trọng hơn là nó còn có tác dụng là tẩy độc và bồi dưỡng cho phụ nữ sau sinh nó còn giúp kích thích tiêu hóa nó có tác dụng làm ăn ngon ngủ tốt và giúp da rẻ thêm hồng hào à, Về cách dùng thì à, nếu mà những người mà bị trúng gió mà bị ngất thì có thể lấy thân hoặc là củ gừng gió với liều là 20 đến 30 gram rửa sạch dã nhỏ và thêm một ít rượu và chắt lấy để uống còn những người mà bị chân tay lạnh thì dùng cử gừng gió gió giã nhỏ và à, cho chút rượu vào rồi à, thì à, Em không biết là ở chỗ các bác thì có đun bếp không nhưng mà ở chỗ em người dân tộc thì nếu mà bị à, chứng chân tay lạnh thì sẽ dùng cử gừng gió giã nhỏ ra giã nát nó ra các bác xong đó cho một ít rượu vào rồi thì gói gói cái lá chuối vào rồi là cho vào cái bếp củi đi, ấy. vùi vào dưới cái uh, cái cho bếp ấy, không không lấy vào than ấy. lấy vào than nó sẽ bị cháy. Vùi vào dưới cho bếp cho nó ấm ấm một tí, sau đó thì sẽ lấy vào một cái khăn khăn vải khăn xô mềm ấy sẽ lấy cái bã của nó về uh, xoa khắp người ấy để cho giải cảm là thứ nhất, thứ hai là nó sẽ giúp uh, chân tay ấm. À, con nếu mà các bác lấy đi ngâm rượu thì là à, dùng rượu 40 đến 50 độ à, ngâm với tỷ lệ là 40 đến 50g tươi à, ngâm vào một chai 65 nhá thì ngâm trong thời gian là 15 đến 20 ngày thì có thể à, gạn lấy rượu để uống mỗi ngày 1 đến 2 ly À, mỗi ly khoảng à, À, 20 đến à, 25 ml nhé đây à, em đang đi đào ở trên rừng như thế này ở rừng thì cái 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 đất chỗ em nó lẫn đá nên đào rất là khó nó toàn bị đào xuống nó gãy hết rất là khó đào các bác nào cái củ này chắc là dùng được dùng phổ thông ấy. em nghĩ là rất là nhiều bác biết cách dùng em sẽ chỉ giới thiệu qua qua một chút như vậy thôi thì các bác nào có nhu cầu lấy thì alo cho em em sẽ gửi cho nhá củ gừng nó mọc dại ở trên rừng nó rất to nhá có những cái củ to nhất nó gần bằng cái cổ tay của em luôn nó rất là già rồi đây những củ hương gió hôm nay em đi đào về em gửi cho uh, thầy thầy ở trên chùa thầy đã lấy được một phần rồi thì còn một ít chỗ này còn khoảng 3-4 cân gì đấy em cũng chưa cân lên đâu thì bác nào lấy thì alo em sẽ ship cho nhá đây em đào được nó như thế này nhá các bác nó nói chung là đây em đào <laughs> cái 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 xiêm đào vào cái xiêm em không biết nói tiếng kinh là cái gì cái 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 cái, cái sắt em lấy đi rèn này chèn ra nhận nhọn em lấy đi đào ấy. Đây, để, nó ở như này nhé các bác. Các bác nào lấy em sẽ ship cho. Còn đây là củ nghệ đen tươi, củ nghệ đen tươi em bán với giá là 60 000 một kg. Còn em thái ra phơi khô em bán với giá là 120 000 một kg. Còn dạng bột thì em bán với giá là 200 000 một kg. Hôm nay em vắt mật ong rừng cho khách nhé. Các bác nào lấy mật ong rừng chuẩn xịn thì alo em ship cho nhé. 350 000 một lít mật ong rừng thì nó sẽ có ga nhé đây em vừa mới vắt còn đây là củ tấn khẩn của tấn khẩn em đã rửa sạch ngâm qua nước vo gạo ngâm qua nước muối rồi em bán với giá 100.000 một kg cái này em đã phơi qua một nắng nhé các bác à, miến rong đặc sản cao bằng ở án lại làng em đang sinh sống em bán với giá là 150 trăm năm mươi kg đây là miếng làm bằng thủ công và cuộn tay từng con từng con một một ký thì sẽ được 10 con như thế này Không nhuộm không tẩy nhá Của rong sát ra như nào thì làm như thế luôn Các bác ăn thì an toàn cho sức khỏe và uh, không lo có hóa chất Ngon dai và không bở nát như miếng đụn bột gạo Còn đây là uh, quả dứa dại em bán với giá 50.000 một ký các bác nào bị sơ gan cổ trướng, viêm gan hoặc là bị sỏi thận, sỏi mật thì có thể tham khảo sử dụng nhé. Hà thủ ô đỏ em bán với giá là 200.000 một kg. À, táo đỏ tân cương loại ngôn 120.000 một ký. Dây đau xương 100.000 một kg. À, quả sim rừng chín phơi khô em bán với giá là 100.000 một kg. À, cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video.